Chào các con, hôm nay chúng ta học bài mới Unit 5, Peace, Happy, Lesson 5, Sounds and Letters. Unit 5, Peace, Happy, Lesson 5, Sounds and Letters. Đầu tiên, các con ôn lại các mẫu câu đã học nhé. Các con đọc cùng cô nào. He's happy. He's happy. He's happy. She's sad. She's sad. She's sad. He's hungry. He's hungry. He's hungry. She's thirsty. She's thirsty. She's thirsty. He's cold. He's cold. He's cold. She's hot. She's hot. She's hot. Ôn bài cũ rồi, các con học bài mới nhé. Unit 5. He's happy. Lesson 5. Sounds and letters. Unit 5. He's happy. Lesson 5. Sounds and letters. Hôm nay các con sẽ học chữ cái mới, đó là chữ cái M âm M. Hôm nay các con sẽ học chữ cái mới, đó là chữ cái M âm M. M M. M M. M M. Các con đọc cùng cô nào. M M. M M. M M. Các con nhìn vào hình và đổi chữ cái M âm M nhé. Các con nhìn vào hình và đổi chữ cái M âm M nhé. Hôm nay các con sẽ học hai từ mới có liên quan đến chữ cái M âm M. Đàn ông trong tiếng Anh đọc là man. 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 Các con đọc cùng cô nào. Man. 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 Quả xoài trong tiếng Anh đọc là mango. 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 Các con đọc cùng cô nào. Mango. 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 Các con đọc lại hai từ mới với cô nhé. Man, mango. Man, mango. Man, mango. Các con lắng nghe Check 64 ở đĩa và hát để nhớ từ mới nhé. Các con lắng nghe Check 64 ở đĩa và hát để nhớ từ mới nhé. Xong rồi, các con dùng sticker dán vào chữ M và khoanh tròn chữ M nhé. Xong rồi, các con sẽ dùng sticker dán vào chữ M và khoanh tròn chữ M nhé. A man eats a mango. Một người đàn ông ăn một quả xoài. A man eats a mango. A man eats a mango. Các con đọc cùng cô nhé. A man eats a mango. A man eats a mango. A man eats a mango. Các con nhìn vào hình và nối chữ cái M âm M nhé. Các con nhìn vào hình và nối chữ cái M âm M nhé. Các con nhìn vào hình và nối chữ cái M âm M nhé. Đã đến thời gian làm bài tập rồi. Các con mở sách workbook ra và làm bài tập ở trang 38 nhé. Đã đến thời gian làm bài tập rồi. Các con mở sách workbook ra và làm bài tập ở trang 38 nhé. Ở câu 1, các con sẽ đổi chữ cái M âm M. Ở câu 1, các con sẽ đổi chữ cái M âm M. Ở câu 1, các con sẽ đổi chữ cái M âm M. Ở câu 2, các con sẽ đồ và viết chữ cái M âm M. Ở câu 2, các con sẽ đồ và viết chữ cái M âm M. Ở câu 2, các con sẽ đồ và viết chữ cái M âm M. Ở câu 3, các con sẽ đồ chữ cái M trên mỗi từ. Ở câu 3, các con sẽ đồ chữ cái M trên mỗi từ. Ở câu 3, các con sẽ đồ chữ cái M trên mỗi từ. Ở câu 4, các con sẽ tìm và tô màu chữ cái M âm M. Ở câu 4, các con sẽ tìm và tô màu chữ cái M âm M. Ở câu 4, các con sẽ tìm và tô màu chữ cái M âm M. Chúc các con làm bài tập tốt.